Hi, chào buổi sáng tất cả mọi người. Mình là Khoai, chào mừng các bạn đến với kênh Khoai Lang Thang. Hôm nay Khoai rất là vui khi mà Khoai có mặt tại Buôn Mê Thuột. Thứ nhất á, là Khoai được gặp cô chú Son. Cô chú Son là nông dân trồng cà phê ở nơi này rất là lâu rồi. Thứ hai là Khoai được tìm hiểu về cách canh tác cà phê bền vững trong cái chương trình phát triển cà phê bền vững của Nescafe Plan. Thứ ba là Khoai được cô chú nấu cho rất là nhiều món ăn ngon nha mọi người. Và tiếp theo nữa, cái cuối cùng là Khoai được gặp rất là nhiều bạn bè của mình và cùng nhau đi tham quan một cái nơi du lịch mới ở Buôn Mê Thuột. Rồi, bây giờ thì mời mọi người xem clip và hy vọng mọi người sẽ thấy vui với clip này. Nếu mà thấy thích thì nhớ bấm đăng ký cho Khoai nha. Giới thiệu mọi người, đây là cái rẫy, rẫy cà phê. Ở đây mình gọi là rẫy ha chú Sơn. Dạ. Ở dưới miền Tây con thì hay gọi là vườn. Cây cà phê ở nhà chú Sơn trái rất là trĩu luôn. Điển hình mình có thể chỉ cho mọi người coi nè, từ sát ở trong thân nó ra nè. Và cứ mỗi cái đốt đây là nó đều một cái chùm trái xung quanh. Đấy, là trái nó đông đặc như này nhưng mà cành của dự trữ của nó rất là nhiều. Dạ. Nên tức là không bao giờ nói chuyện năm, không thể nói chuyện mất mùa sang năm được. Nghĩa là mình chỉ cần nhìn cái cây năm nay là mình biết năm sau mình được mùa hay không. Đây cháu thấy như năm nay là quả của nó từ trong thân quả ra và cái cành dự trữ của nó đây. Đặc biệt ở đây. Dạ. Nghĩa là đây nó vẫn còn cành dự trữ, lá nó vẫn xanh. Lá vẫn xanh, cành dự trữ rất nhiều. Dạ. Và các mầm hoa của nó đang chuẩn bị ra đây. Dạ. Đấy. Mầm hoa đó. Cái này là cho năm sau. Đúng rồi, mầm hoa năm sau. Năm sau lại tiếp tục ra quả từ đây tới đây. Dạ. Cái cách hái truyền thống bây giờ của mình là mình sẽ hái những cái trái chín thôi, chứ không có hái trái xanh như hồi xưa nữa đúng không chú? Đúng rồi, 5-10% quả vàng thôi. 5-10% là được, còn nhiều hơn là không đạt tiêu chuẩn đúng không? Đúng rồi, 5-10% quả vàng. Ví dụ mà lỡ mà mình hái mà không đạt chuẩn thì sao chú? Thì cái thứ nhất thì là cái cà phê mà nó đã không đạt chuẩn ấy thì nó sẽ không đảm bảo vấn đề chất lượng. Về chất lượng mà không đảm bảo về chất lượng ấy thì người tiêu dùng người ta cũng không có mặn mà không có mặn mà thì giá cà phê sẽ không được ưu ái. Nói chung là mình sẽ suy nghĩ tới đường lâu dài của mình. Mình hái chín là 4 ký tươi 1 ký nhân. Yeah. Nhưng mà mình hái mà nó không đúng cái tỷ lệ đó khi nên 4 ký rưỡi tươi. Một ký nhân. Có ký nhân. À, vừa chất lượng vừa tệ đi. Chất lượng tệ đi này. Rồi cái sản lượng mình cũng thấp luôn này. Mình là người lỗ. Lỗ đấy. Như cái vườn này thì chú đầu tư một năm á tới 60% phân hữu cơ. Dạ. Chẳng hạn như là phân chuồng rồi phân vi sinh tự làm. Dạ. Tự làm bằng cái nguyên liệu là từ vỏ cà phê mà hàng năm chú xay ra đó. À mình hái cái mình dùng cái vỏ cà phê đó mình làm thành phân lại. Đúng, đúng rồi, chú không chú mua men vi sinh đó. Dạ. Về chú ủ này tạo thành một cái nguồn phân gọi là phân vi sinh. Dạ. Cô. Dạ cô. Môi con bé thế nhà. Cô là vợ chú Sơn. Con chào cô. Cũng làm cái gì à? Tí nữa. Bây giờ mình về từ nào đi hả? Dạ, để con với chú tự xử cũng được. Tự xử nha. Dạ. Cô đi đám cưới mà. À, nay cô đi đám cưới hả? À. Dạ. Thì không biết là xung quanh đây mấy hộ dân á, mọi người tham gia chương trình của Nescafe nhiều không hả chú? Riêng cái thôn của chú đây á là có 82 hộ. Dạ. Dạ. Thì hiện nay là có 70 hộ đang tham gia cái chương trình của Nestle. Thì ra Nestle là Nescafe mọi người. Đúng rồi. Là bên Nestle họ sẽ bao tiêu cho mình luôn không chú? Họ tham gia chương trình của Nestle để hưởng cái Nestle ưu ái trong hàng năm về việc tập huấn kỹ thuật rồi hỗ trợ cây giống thế đó. Dạ. Sẽ còn bao tiêu thì sao? Bao tiêu thì bao tiêu sản phẩm ấy thì tùy mà anh có thể bán cho Nestle hoặc anh bán ở nơi khác tùy anh chứ không bắt buộc là phải bán cho Nestle. Dạ. Nếu mà thấy đâu có giá cả ưu ái hơn ấy thì anh bán, nhưng mà đại đa số là bà con bán cho Nestle. Năm nay là được 6 năm. Dạ. Chú tham gia chương trình sau họ 1 năm. Dạ. Tức là chú tham gia chương trình là 6 năm. Là họ triển khai ở cái khu vực của mình là 7 năm. 7 năm ở cái khu vực thôn chú đây thôi. Dạ. Chưa hái trái bắp hả? Xem nó đã già chưa. Nó có non. Ồ, bắp này luộc ăn tốt.
Còn non mà. Vậy là mình có món bắp luộc rồi mọi người ơi. Hoặc là mình nấu chè bắp. À, bắp này còn bắp này còn non, ăn tốt. Dạ. Đó. Thôi sẵn mình thái bắp luôn. Thái bắp luôn nhá. Dạ. Đều quá ta. Bắp già thì phải để cho da cầm, nhưng bắp này non ta ăn tốt. Dạ. Bắp này là luộc ăn thoải mái. Đi. Khoai đi rất là nhiều vùng nông thôn ở Việt Nam rồi, và cũng được may mắn tiếp xúc với rất nhiều cô chú nông dân. Thực ra là bản thân Khoai cũng xuất thân từ nông dân và nhà Khoai cũng làm nông nghiệp. Thì Khoai thấy là gần đây các bạn trẻ bắt đầu quan tâm nhiều hơn về nông nghiệp, các doanh nghiệp cũng như là các nhà khoa học cũng bắt đầu quan tâm nhiều hơn về các bác nông dân. Thành ra là các cô chú nông dân được hỗ trợ nhiều hơn về kỹ thuật nè, biết nhiều hơn về cách canh tác bền vững nè, xong rồi được định hướng nhiều hơn. Nên đây là một tín hiệu rất là lạc quan, và Khoai tin là sau này nông nghiệp Việt Nam mình cũng sẽ có được nhiều cái sự thành công hơn và được nhiều sự công nhận hơn. Chó sủa. Bây giờ hai chú cháu sẽ vô nghỉ trưa chút. Mọi người sẽ thấy. Dạ, dạ cũng được. Dạ. Dạ. Mọi người sẽ thấy trước sân nhà chú phơi rất là nhiều cà phê. Mình có cái tiêu chuẩn gì cho cái việc phơi không chú, hay là mình trải ra thôi? Là cà chú hái về á, là chú không để trong bao quá 24 tiếng. Dạ. Hái về sáng nay hái về là trưa là chú đổ ra sân luôn. Dạ. Chiều hái về là tối chú đổ ra sân luôn. Dạ. Sau đó là phơi mỏng trên cái sân bê tông này. Sân bê tông. À. Sân bê tông mới được. Sân bê tông, phơi trên sân bê tông chứ không thể phơi sân khác. Sân dạ, cũng tương tự mình phơi lúa ha chú. Như phơi lúa, dạ. Phơi trên sân bê tông. Bây giờ phơi xong cái vỏ nó bắt đầu nó khô lại, mọi người có thể nhìn thấy cái hộp cà phê nó rõ hơn này. Đó, giờ bắt đầu khô, bây giờ nó teo vỏ lại nè, dạ. Nó rõ ra đấy. Dạ, cô chuẩn bị đi đám cưới ha cô. À, cô chuẩn bị đi đám cưới, cho nên là hôm nay chú cháu ở nhà tự xử. Dạ. Bây giờ thì hai chú cháu sẽ đi bắt gà. Gà chú nhốt sẵn hả chú? Đây, chú nhốt sẵn. Dạ. Nãy chú có nói giỡn là mấy gà này gọi là gà bụi đời. Ừ. Tại vì cho nó đi bụi đời lang thang. Nó lang thang, nó tối nó mới về mà. Tối mình phải bắt trước. Chứ không ban ngày là tụi nó đi khắp nơi à. Gà thì đã có rồi. Bây giờ thì mình sẽ ra hái tiêu non, tiêu xanh để mà nhét vào bụng gà. Mọi người thấy không? Ở trong cái rẫy cà phê chú sẽ xen mấy cái hàng tiêu vô. Thứ nhất là để tận dụng được những cái khoảng trống của đất. Thứ hai nữa là cây tiêu nó cũng sẽ tạo một cái phần bóng mát nhỏ nhỏ để giúp cho cây cà phê nó phát triển ổn định hơn. Cà phê là nó sẽ cũng ưa bóng mát đúng không chú? Đúng rồi, cà phê nó phải cần có bóng mát. Dạ. Yeah. Cái tiêu xanh xanh này mà hấp gà là đúng bài luôn. Thường ở nhà hai cô chú có hay làm món này không? Cũng thỉnh thoảng. Dạ. Cũng hay làm đấy, nhìn chung là tháng hơn tháng nó cũng làm con như vậy đó. Dạ. Tiêu thì nhiều cây năng suất hơn cà, nhưng mà có cái hay sự cố. Nó hay có bệnh và bệnh đấy. Dạ. Khi nó đang xanh tốt nhưng mà nó chết bố nó mất. Nó bằng này là đủ rồi con, bằng này đủ rồi cái bụng đó này. Dạ. Đây là một loại gà được lai với gà rừng ở trên đây. Và vì nó được thả vườn và nó ăn rất là nhiều côn trùng cũng như là rất là nhiều loại thức ăn khác nhau. Nhất là ăn bắp nữa đúng không chú? Đúng rồi, ăn bắp. Dạ, nên da nó ra màu vàng rất là đẹp. Cái bắp hồi nãy mà mình hái á mọi người, là chú trồng để dành cho mấy mẹ gà để ăn nè. Nhưng mà vì mình ăn ké tụi nó nên mình hái mấy trái bắp non mình ăn trước. Đúng vậy. Dạ. Đây là cái cách mổ môi. Mình sẽ lấy ruột từ phần sâu của con gà ra, để mình sẽ nhét tiêu và gia vị vào trong đó. Giờ mình sẽ bỏ tiêu vô trong bụng của con gà. Tiêu xanh vừa mới hái ngoài vườn luôn.
Nhưng mà bây giờ nó phải có gia vị nữa. Cho nó thơm. Nước mắm cho nó thơm. Dạ. Mùi hành. Dạ. Chứ đâu phải tiêu không. Đây là tiêu, đây là chú vào chú lấy hành này. Dạ. À, thì bụng nó nhỏ quá. Hành tím chứ sẽ cắt ra bỏ vô chung vào trong phần tiêu lúc nãy. Mình cho xíu nước mắm vô luôn hả chú? Ừ, cho xíu nước mắm vô cho nó ngấm vào thịt nó thơm. Dạ. Tí nó nhạt thì ta chấm thêm muối tiêu. Đây, cái phần tiêu dư lúc nãy thì chú cũng sẽ xếp bên ngoài cho nó thơm luôn phần da luôn. Đây là cá lóc mọi người. Chú sẽ cạo dãy. Bây giờ thanh niên tụi con thì làm gà làm cá dở lắm. Hiếm đứa nào mà biết làm từ A đến Z lắm. Đúng vậy đấy, mấy thằng con nhà chú cũng thế thôi. Vì là món cá chuối cho nên chắc chắn là phải có chuối rồi mọi người. Đây là cây chuối của nhà trồng luôn. Mẹ con mê ăn chuối xanh lắm. Chuối xanh này mình gọt vỏ ra xong rồi cái mình cắt mỏng mỏng ra mình chấm với mắm cá. Đây chú cũng có mắm cá Huế. Dạ. Vẫn có mắm cá, tí nữa nấu om chuối xanh này vẫn phải cho mắm cá. Dạ. Đó đó, mắm cá mà ở Huế hoặc Đà Nẵng người ta làm. Dạ. Thì tí lại cho vào đây nó mới lại ngon được. Cái món này ngoài cá lóc mình có thể làm bằng lươn. Lươn? Dạ. Hoặc là... ốc. Ốc. Dạ. Chứ còn thì mấy cá kia thì không nên làm, không ngon. Nó không ngon bằng. Hoặc là ếch. Dạ đúng rồi. Phải cho nước nóng chứ cho nó dạ. Lặng nó tanh. Đây là cái vòi. Bình nước nóng, cái vòi nước nóng sẵn. Người cá om cho nên người ta không có chiên. Chiên nó mất thì cái vị của o cá om. Dạ. Đây là ngò gai hay là mọi người còn gọi là ngò tàu đúng không chú? Đúng. Cái món ôm là phải có cái rau này. Phải có rau này, không có rau này thì không nên. Dạ. Không đúng. Gọi là ớt hiểm nè, ớt chim ị nè. Hoặc là nãy chú nói là có thể gọi là ớt thóc, ớt sim. Nhiều tên thiệt á, ớt bay nữa. Cũng là nó. Rồi vừa thôi, có cay quá thì chú cháu này không ăn được. Khi mà cái chuối của mình nó mềm, nghĩa là cá cũng chín rồi. Chú bỏ một xíu cái mắm cá Huế vô. Đây là bí quyết của chú hả? Bí quyết. Dạ. Xíu nước mắm nữa. Một xíu mắm cá Huế, xíu nước mắm. Ngon. Mắm cá Huế hay là mắm cá Đà Nẵng cũng tương tự mọi người. Đều được đúng không chú? Đúng rồi. Dạ. Xíu muối. Và quan trọng nhất vẫn là mùi tàu, là ngò gai. Xong mình đậy nắp một xíu nữa không chú? Đậy nắp xíu. Dạ. Thì cái mùi này mới ngon chứ nếu mà mùi này mà nấu chín nún quá thì lại không ngon. Dạ. Rồi, xong hai quả. Giờ mình bỏ tiêu vô. Đây chú sẽ bỏ cái tiêu đó vô trong cái bột canh. Rồi, thế thôi. Dạ. Đây là cá hấp, cá bông chuối. Cá om chuối này. Dạ. Thơm cái mùi ngò gai quá hả chú? Ừ. Úi giời, con gà vàng. Vàng thơm. Hấp dẫn. Giờ mình xiên vô mà cái nước nó rỉ ra không có đỏ là nó chín rồi đúng không chú? Chín rồi. Phần này chín rồi, phần này. Không nên để chín quá là lún. Chín cả rồi. Vậy là sắp ăn được rồi. Đấy, quay. Lát nữa mình xé ha chú? Xé, đây xé. Đây, rồi chú xáy gà ra nhá. Dạ. Tuyệt vời. Đấy, như nãy là chín rồi đấy, nhưng mà chú cháu ta luộc thêm tí nữa thôi. Đấy. Thơm quá.
Thịt gà rất là thơm mọi người. Với lại nó có thoang thoảng mùi tiêu với lại hành tím hấp chung trong cái phần bụng gà. Lớn hơn là cái thứ hai này. Đó chú. Nó chú, chú đây. Chú đâu có thiếu. Ơi, chú, công bằng hết mà. Chú ưu tiên cho mình cái đùi luôn mọi công người. Công bằng ơi. Hết mà. Đó. Cô hôm nay cô đi đám cưới rồi mọi người ơi. Có mấy chú cháu ở nhà chủ đạo diễn này, tự đạo diễn này. Dạ. Đây là cái đồ chú ưu tiên cho mình. À, nhìn rất hấp dẫn nha mọi người. Mình sẽ chấm vô trong cái muối tiêu xanh. Gắp thêm một miếng tiêu nữa. Mình ăn, ăn chung ha chú. Ừ. Rồi bây giờ gặm thử nha. Gà rất là ngọt mà nó còn giữ được cái độ ẩm á. Nó không bị quá mềm, hơi dai dai. Ngon chú. Ngon. Thơm mùi ngò gai. Dạ. Đấy, nó hợp lý nhất rồi. Nó cá được cá om chấm được không chấm được. Dạ, tại vì mình đã nêm gia vị thấm rồi. Dạ. Cá nó không có bị tanh nữa. Thơm thơm mùi ngò gai. Đó rồi. Cô mới đi đám cưới về. Đám đó rồi. Gọi là thưởng thức ẩm thực chứ cần ai biết là nó gà hấp tiêu. Cô ngồi ăn thử cô. Bún và nó chén. Để con lấy cái chén cho nha. Đây ưu tiên cho bà cái đầu cánh này. Nhất thao câu nhì đầu cánh này. Đó, tuyệt vời chưa? Mà không có gì uống rượu à, uống bia. Uống bia. Nhưng mà uống ít à? Rượu kia. Cô ăn thử cái tài nghệ của chú okay. Sao? Tài nghệ của cháu thì chú. Cháu nè. Cô xem thường chú hả? Nãy giờ cháu đâu có làm gì đâu, toàn là chú làm thôi, cháu chỉ ngồi xem thôi à. Cô khiêm tốn, cô ấy xem thường chú. Ngon. Đây là đậu phộng. Đậu phộng. Vườn nhà trồng luôn mọi người. Giờ mình sẽ bỏ bắp vô dưới, xong mình bắp đậu lên trên. Một nước này để đậu nó chín bằng hơi, nó ngon hơn. Bắp nhìn màu đẹp quá ha mọi người. Là vì cái bắp này là bắp đỏ. Chú đỏ. Dạ, chú với cô trồng để nuôi chăn nuôi mà. Cho mấy bà gà lúc nãy đó. Nhưng mà bây giờ mình có mấy cái cây nó còn non nên bây giờ mình hái mình ăn. Nó không có dẻo giống như bắp nếp. Đúng rồi. Nó cũng không phải là giòn với ngọt giống như bắp Mỹ. Nó là lai giữa hai cái đó. Đây đúng là mình ăn của gà, ăn bắp này tôi cả. Dạ. Nhưng mà ăn cũng ngon. Mọi người có thấy có điều gì đặc biệt không? Khoai vừa mới thay một cái áo khác. Ở có màu cà phê sữa luôn nha. Bây giờ thì Khoai đang đi vô trong kia để chuẩn bị chào cô chú và quay lại trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột. Hôm nay thì Khoai có một cái buổi hẹn với lại anh Trần Đặng Đăng Khoa nè, bạn Chanh La Cà với lại Giang ơi. Tụi Khoai nhận một cái lời mời lên trên đây để tham quan một cái địa điểm rất là đặc biệt. Đó là một cái nơi mọi người có thể gọi là một cái trung tâm nghiên cứu về cà phê cũng đúng, hay là một cái nơi để cho những người trẻ như mình đến để trải nghiệm cà phê cũng đúng, hoặc là gọi đơn giản là một cái quán cà phê có view đẹp cũng đúng luôn. Đó, chỗ này khá là thú vị và hay ho. Bây giờ thì Khoa sẽ đi qua đó để xem coi hôm nay có điều gì đặc biệt ở đó và sẽ quay lại chia sẻ với mọi người. Đấy nha. Vườn trải nghiệm cà phê Nescafe Wasi là một trong những cái nơi hiếm hoi ở Việt Nam mình cho mình một cái trải nghiệm đầy đủ về cây cà phê. Đến đây mình có thể tìm hiểu được cây cà phê ra sao nè, lịch sử hình thành, cách nhân bản vô tính cây cà phê cho ống nghiệm, cách để trồng lên được cây cà phê, cách hái cà phê, cách phơi và chế biến cái hạt cà phê đó thành một cái ly cà phê ra sao. Không những vậy, mình còn có thể có cơ hội được thử nếm cà phê giống như một chuyên gia. Và điều không thể thiếu đó là quán cà phê ở trên lầu 2 có view rất là đẹp. Và hôm nay Khoai và các bạn của mình sẽ cùng nhau có một cái buổi trải nghiệm rất thú vị ở đây. Mọi người chờ nha. Hey mọi người ơi, bây giờ thì các anh chị với lại các bạn đang làm việc phía sau, cho nên không gian khá là nghiêm túc và
Giới thiệu mọi người, đây là anh Trần Đặng Đăng Khoa. Chào mọi người, và người đang phía sau máy ảnh là Khoai Lang Thang dây Đinh Võ Hoài Phương. Đinh Võ Hoài Phương. Dạ. Tên Phương là một cái tên rất là hay, có nhiều cái người bạn, nhiều cái kỷ niệm với những người bạn tên Phương. Và sau này cũng là một trong ba cái option sẽ đặt tên con gái nếu có tên Phương. Có người yêu cũ nào của anh tên Phương không? Dạ. Có người yêu cũ nào của anh tên Phương không? Hơi mém thành. Thành người yêu rồi nhưng mà cũng, xin giới thiệu mọi người, đây là không gian trên lầu của Washi, mọi người có thể nhìn thấy giống như một quán cà phê. Đây là chan heo. Mình có chân trâu đúng không? Đúng rồi, cappuccino chân trâu đường đen. Dạ thôi vậy quốc cho em ly vậy đi. Cappuccino có chân trâu, cà phê nhẹ nhẹ thôi mọi người. Ở trên đây thì không gian rất là thích mọi người ơi. Họ trang trí rất là dễ thương giống một quán cà phê thực sự. Và xung quanh mọi người hãy nhìn thấy view rất là thoáng. Đây, để bỏ cái mặt mình ra cho mọi người thấy dễ hơn chứ mặt mình bự quá. Đó, ba bề. Đây là cái chỗ Khoa đang ngồi nè. Còn phía bên đây thì có thể thấy đó, view rất là thoáng cho nên mình có thể ngồi đây ngắm cảnh, chụp hình, sống ảo. Đây có một cái chiếc công nông mọi người ơi. Và mọi người đang tính leo lên xe công nông đi ra vườn hái cà phê. Anh Khoa, bạn Chan, đặc biệt phía trước là Giang ơi. Giang ơi là tài xế thế giới nữ quyền lên ngôi mọi người ơi. Đấy, tí nữa số phận ba anh em là sẽ phụ thuộc vào người phụ nữ đang lái phía trước. Để bánh xe Thái Bougie, xe vô nước. Rồi xuống. Tự nhiên thì cũng được nữa này. Không phải tại con đâu chú ơi. Con làm như mọi người hướng dẫn mà. Xe máy không? Rồi. Đẩy. Giang đã chạy làm hư xe của bác tài luôn rồi. Rồi đền đi. Em sẽ phải đền chiếc xe này cho chú, cho chú tài xế. Em xin thề là em chỉ làm theo thao tác được hướng dẫn. Chú ơi, tụi con chỉ là gọi là hành khách thôi nha. Tụi con đâu có lái nên không phải đền đúng không chú? Đừng bắt đền, tụi con không phải đền. Sau khi mà mấy anh em làm hư xe công nông của chú nông dân thì mấy anh em quyết định là đi bộ ra rẫy cà phê mọi người ơi. Tại vì giờ không còn xe để đi nữa. Phía trước thì đang thấy mọi người đang hái cà phê cho nên mọi người sẽ vô để trải nghiệm hái cà phê thực tế ra sao. Thành sensor. Nhớ nha, nhớ hỏi nha. Hái cà phê mình cũng buồn, bây giờ ước gì có cô tiên nữ ra đi hái cùng với mình mọi người ha. Tiếng tiên nữ ở đâu vậy? Wow, xinh đẹp. Chào tiên nữ. Bỏ cà phê vào đây nhé. Đây là tiên nữ mọi người. Đây anh đang phơi cà phê. Cái này mình hái từ hôm qua hả anh? Dạ. Cà phê bắt buộc mình phải phơi ở cái nền xi măng hoặc là nền gạch cứng đúng không ạ? Nếu như mà phơi trên sân đất là nó sẽ gây cái nó sẽ bị cái mùi đất. Dạ. Khi mà mình trong quá trình thử nếm nó sẽ ảnh hưởng đến mùi, có mùi đất trong cà phê xay ra. Bắt đầu là công đoạn thử nếm. Thử xem thử là trong cái cà phê này nó đảm bảo chất lượng hay không, nó có mùi đất hay không, có mùi hóa chất hay không, có mùi mốc hay không, có mùi men hay không. Rồi bây giờ trong này có 5 mẫu. Thì bây giờ nó sẽ có một số cái tiêu chí như này. Tức là trong này có một mẫu cà phê chè, một mẫu cà phê vối, với lại một số mẫu bị lỗi. Nhưng mà để trong này là ngẫu nhiên. Đó, em hiểu rồi. Nhìn cảm nhận. Thực ra mình không bao giờ húp cái gì ăn mình nó tới mức vậy đó. Thôi nhưng mà thường nếm nó bắt buộc để cho nó biết được cảm nhận cái mùi. Cái mẫu này em nghe mùi em đã thấy kỳ rồi. Thường đi thấy cảm nhận. Đúng rồi, thấy người ấy chết rồi. Em nghe mùi đất, hình như vậy. Tự nhiên nghe mùi xong cái hơi ngại anh. Chuẩn bị là bị nết lên phê lại luôn rồi. Dạ. Đúng luôn á. Dạ. Anh chị cũng có. Đây. Đây thử đi chứ bây giờ lúc này thời gian này là nó. Hai mẫu cuối cùng này nó có vấn đề thật sự à. Em không phải là người rành về cà phê nhưng thật sự nếu hai mẫu này thật sự là em thấy nó hơi kỳ. Em vẫn thích nhất là mẫu đầu tiên.
Ok. Dạ. Rồi, kết quả thứ nhất, tức là anh Khoa là thích mẫu đầu tiên. Dạ. Còn chia hai mẫu cuối cùng, để xíu bây giờ mọi người tiếp đi. Dạ đúng rồi, để mọi người đi. Cảm nhận được không? Mai mốt mà khách du lịch hay gì mọi người mà muốn đến tham quan thì đều được thử như vậy hết ha. Mình làm sẵn mẫu, khi người ta ưng thưởng thức thì mình làm. Dạ. Bây giờ là trưa rồi mọi người ơi, và mấy anh em phía sau đã bắt đầu nghỉ trưa và ăn trưa. Thì ở đây cái trung tâm trải nghiệm cà phê Washi này là một trong những cái nơi mà Khoai thấy khá là thú vị, vì là một trong những nơi đầu tiên ở Việt Nam mà có cả nguyên cái trang trại cà phê xung quanh như vậy. Mọi người có thể tới đây, ủa mấy ông kia mà ổng đang chọc mình. Mọi người có thể tới đây kiểu mình tham quan cà phê này, hái cà phê, tìm hiểu về những cái quy trình chế biến trồng trọt cà phê, cũng như là có cả cái khu vực mà cho mọi người thấy những cái mẫu mà nhân bản vô tính cà phê cho ổng nghiệm, xong rồi bên kia thử cà phê, rang xay cà phê. Ở phía trên thì lại có cái quán cà phê, có view đẹp thiệt đẹp để mà mình có thể ngồi uống cà phê nữa. Thành ra là nếu mà bạn nào mà đi Buôn Ma Thuột thì có thể ghé qua cái trung tâm Washi này, vừa được uống cà phê vừa được tìm hiểu về cà phê. Bây giờ thì chắc là Khoai sẽ đi vô trong kia ngồi uống cà phê cũng như là ngồi chơi xíu, xong rồi nói chuyện với anh em. Rồi lát nữa sẽ chiều nay Khoai lên máy bay về lại Sài Gòn rồi. Hẹn gặp lại mọi người ở những tập sau nha. Bye bye. Chào tạm biệt mọi người, mình là Khoai. Nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều clip về du lịch và ăn uống của mình mỗi tuần nha.